Hôm nay làm về muộn, hôm nay còn đồng. Hay em ơi, chịu khó thôi. Làm việc đến trưa mà vẫn chưa về. Chị ơi, em đang tranh thủ làm một lúc. Mỗi hôm thì tầm này cũng về rồi, nhưng hôm nay vừa mới sắm được cái áo quạt điều hòa này, mặc mát quá, giờ này làm vẫn thoải mái chị ạ. Thật sự là có chiếc áo điều hòa này thích nhỉ. Em có thể cho chị xem chiếc áo mà em đang mặc như này một chút được không? Vâng, đây chị ơi. Đâu, chị xem nào, chiếc áo này đẹp quá nhở. Chiếc áo này thì với cái áo này quá là đẹp luôn. Và bên trong của nó thì nó như thế nào nhỉ? Em bỏ cho chị xem này. Đây ạ. Đây, nó sẽ có một cái túi đựng pin ở bên trong này nhá. Đây là cái pin luôn. Pin em cầm theo luôn trong này nhá. Đây ạ. Và cái quạt nó sẽ lắp ở đây luôn. Lắp ở phía đằng sau luôn. Đây là hai cánh quạt à? Vâng ạ, hai cánh quạt luôn chị ơi. Cái quạt này em giới thiệu cho chị, cái quạt này có phải là hôm giờ em nói chuyện cái quạt không có chổi than và là lõi đồng 100%? Đúng rồi chị ạ, đi làm ngoài đồng này thỉnh thoảng trời mưa ấy, gặp trời mưa mà có chổi than thì nó rất ảnh hưởng. Thế nên là cái này đi trời mưa mặc thoải mái chị nhá. Ví dụ chẳng may mình gặp những cái lúc trời mưa ấy ạ, thì dùng cái dòng pin này, áo quạt này cực kỳ bền luôn các bác nhá. Thế em mua chiếc áo quạt điều hòa này ở đâu đây? Em mua ở shop Trường Thảo đấy chị ạ. À thế à? Thế ở bên đấy là có mấy bộ, em có thể giới thiệu cho chị được không? Không giới thiệu. Bên shop em là có 3 bộ áo điều hòa. Bộ thứ nhất là Kitawa với dòng pin rất là mạnh ạ. Có giá là 1.100.000 ạ. Bộ thứ hai là Sensi ạ. Sensi thì có giá là 1.000.000 và bộ Japan thì có giá là 800.000 một bộ ạ. Chất liệu thì áo thì là mềm mát như nhau ạ. Chị thấy bảo có một bộ nữa rẻ hơn có đúng không? Hôm nào chị sẽ test bộ rẻ nhất. Và giờ chị nghe thấy có bạn bảo là có 650 một bộ nữa đúng không? Vâng đúng rồi đấy chị ạ, nhưng mà bọn em làm đồng thì em cần dùng cái loại có pin nó cao hơn và pin chạy được bền lâu hơn ấy. Chọn cái hai cái bộ này. Hai cái bộ này là bộ Sensi và Kitawa này đúng không? Đúng rồi, cái chất liệu vải thì quá là ok luôn nhỉ. Chị xem nào, sẽ có hai màu như này. Đấy, thế thì chị em sẽ liên hệ trong cái thời tiết nắng nóng này mà nhà mà có bố có mẹ lao động, ví dụ nhất là đi phụ hồ hoặc là đi làm công trình hoặc là làm nhiều việc ở bên ngoài mà đang nắng nóng này, thì chắc chắn là sử dụng một cái áo này rất là phù hợp. Đấy, bác nào anh nào mà xem được video này mà đang cần chiếc áo điều hòa thì em sẽ ghim của shop số điện thoại ngay ở trên màn hình này. Các bác liên hệ trực tiếp để đặt nhé. Chiếc áo này là chiếc áo đẹp mà em nhìn chưa thấy ở đâu chiếc áo đẹp như này. Vâng, mặc thích lắm, thấm hút mồ hôi này mà. Chị hỏi là cái này pin này có phải là chạy được 12 tiếng không nhỉ? Chị nghe đấy bạn. Đúng rồi, em để cả ngày luôn, em đi làm từ sáng đến tối vẫn bật thoải mái chị ạ. Thế à? Vâng. Quá là ok nhỉ. Chiếc áo này mặc vào đúng là trẻ trung ra đến mấy tuổi luôn đấy. Đấy, chị sẽ liên hệ để chốt ngay một chiếc áo này. Cảm ơn hai em xinh gái nhá. Các bác nhớ đăng ký kênh này để xem được rất nhiều những sản phẩm hay các bác nhá.